Hai chào anh em vào xe à lớp mình từ lúc anh chỉ tám rất vui quay trở các bạn trong server 108 không phải ngày thứ 4 nữa bây giờ ngày thứ ba thôi nhưng mà một số người chơi đã đạt được cấp level 55 một cấp rất ghê gớm các bạn ạ à. thì ở một số cấp độ cao như thế này nó sẽ có một số gói làm rất là ngon và đây là một trong những gói nạp mà các bạn ý vừa mình này thì các bạn có thể tham khảo nhé. Đó là ở Level 55 này có hai gói gói vừa rồi là một gói chúng ta sẽ có một cái bộ phím à, vì đấy là cái cấp bắt đầu mở phím rồi các bạn ạ à, và bụi phím kèm theo đó là vàng rất là nhiều à, một cái gói thứ hai đó là cái gói nhỏ hơn một chút à, cũng là phím thôi các bạn ạ à, chủ yếu là phím mà một ít vàng hơn tổng hai gói này là 500k cây. bạn nào còn cần nạp thì liên hệ mình nhé à, đâu rồi nhỉ ở à, đây này À, thì cứ đạt những cái cấp độ khác nhau thì nó lại lại sẽ bán những cái gói như này nhìn chung thì mình thấy rằng những bạn nào có điều kiện làm tất nhiên là sẽ tăng được chiến cũng như là um, đè đầu cái cổ người chơi khác rất là nhanh ở trong giai đoạn đầu nhưng giai đoạn, sau chưa biết chừng đâu nhá ừ. đến level 80 thì nó sẽ mở tính năng là tính năng chip đây mới mở tính năng phím thôi đây phím là cái này các bạn này đấy sau này ở mấy cái ô này nó còn mở thêm nhiều lắm nó bao gồm mở thêm chip thêm luôn nữa thứ thì khoảng level gần 80 nhá thì sẽ là chip thì nó sẽ lại sẽ bán ra gói chip như vậy nhìn chung các anh em nào cần nạp thì liên hệ mình nhé gói nào chả làm được ừ.